Con này chắc là được khoảng 50-60 cân như thấy mèo nhỉ? Chân như chân bò. Ô con này con này cảm giác như mắt nó nhìn được cả ra đằng sau nhá. Hả? Mắt cảm giác như nó đứng đằng sau vẫn nhìn thấy con người nó mà. quái vật đá điểu. Quái vật nhìn ghê chết chưa? Giống như ma. Chân này. Chân như chân bò. Thank you.
sớm. Đây là hai con đà điểu ở với hương Ba Vì. Rơi vào khoảng 70 kg. Đang nhặt đất ăn cỏ. Đây, cái đầu nhìn ngộ đấy. Giàu đấy, giàu đấy. Đây. Cho mày một cặng rau nữa nha. Đấy. Đây. Ôi ghê quá. Chân mày đây. Chân này, đuôi đây. Ăn rau làng. Hai ngọn rau lang cho mày ăn. Đây. Ây da. Ây da.
thuần đúng không? Quấy quấy ghê quá.